Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành và các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán, trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến, đưa hàng Việt về nông thôn, về khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, có phương án bảo đảm nguồn cung năng lượng như điện, xăng dầu cho thị trường trong nước, giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuyệt đối không để thiếu hụt trong mọi tình huống. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng nông lâm thủy sản. Rà soát nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, theo dõi nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là những địa phương tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mùa đông xuân, dịch bệnh nguy hiểm mới nổi có khả năng xâm nhập vào nước ta, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, thực hiện ứng trực 24/24 giờ, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị cấp cứu, nhất là tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1372 về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12 năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây. Tập trung thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế. Quyết liệt hiệu quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023. Tập trung xử lý tháo gỡ khó khăn trong việc đấu giá, giao đất, triển khai thực hiện dự án để đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất, bảo đảm nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Kiểm tra kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân để bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước. Đôn đốc thu đối với số thuế được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách nhà nước, đẩy nhanh công tác hoàn thuế, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng và theo quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, từng đơn vị. Tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ để thúc đẩy đầu tư, nhất là đầu tư ngoài nhà nước, đẩy mạnh đầu tư công phục vụ tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát chặt chẽ bộ chi ngân sách nhà nước và nợ công trong phạm vi cho phép. Tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường trước, trong và sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Điều hành cung ứng và luân chuyển hàng hóa để đáp ứng nhu cầu, kiểm soát giá cả trong dịp Tết, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về giá và pháp luật khác có liên quan. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời và đúng quy định cho doanh nghiệp và người dân. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành kế hoạch phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Kế hoạch tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Kinh phí sẽ do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bố trí từ Quỹ vì người nghèo Trung ương, trong đó phân bổ mỗi địa phương 200 suất quà để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm và tặng quà với mức 1.200.000 đồng một suất, trong đó 1.000.000 đồng tiền mặt và túi quà trị giá 200.000 đồng, tổng số tiền trên 15,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phân bổ để các đồng chí trong Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm và tặng các trung tâm điều dưỡng chăm sóc trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, với tổng số tiền lên tới trên 2,6 tỷ đồng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng quà đến các đối tượng công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp cắt giảm việc làm, cùng với ngư dân các vùng biển gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, chương trình dành ra những phần quà tri ân đến lực lượng bộ đội biên phòng và bộ đội ở vùng biển đảo đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Chương trình được triển khai đồng loạt từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024 tại 25 tỉnh, thành phố. Dự kiến có hơn 10.400 phần quà Tết sẽ được trao đến các đối tượng thụ hưởng với tổng kinh phí là 7,4 tỷ đồng. Mỗi phần quà bao gồm một túi nhu yếu phẩm ngày Tết trị giá 400.000 đồng và bao lì xì 300.000 đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa gửi yêu cầu tới Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc nắm bắt tình hình quan hệ lao động cũng như việc trả lương thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Theo đó, Liên đoàn Lao động yêu cầu các đơn vị báo cáo thống kê tình hình trả lương, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 về Liên đoàn Lao động thành phố trước ngày 10 tháng 1 năm 2024. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa triển khai chương trình phẫu thuật tim hở. Đây là đơn vị y tế đầu tiên trong khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và vùng Tây Nguyên triển khai kỹ thuật này. Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam cho biết đã thực hiện 2 ca phẫu thuật tim hở đầu tiên cho bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ và một bệnh nhân mắc bệnh lý cả hai lá và van động mạch chủ. Việc triển khai phẫu thuật tim hở cho người bệnh ngay tại tỉnh Quảng Nam là bước tiến quan trọng giúp người bệnh tại tỉnh và khu vực lân cận giảm bớt được chi phí điều trị, không phải chuyển đi các bệnh viện xa. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam đã thành lập khoa ngoại tim mạch, lồng ngực để phát triển lĩnh vực tim mạch tại đơn vị, đồng thời thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về tim mạch, cấp cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh tim bẩm sinh. Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam cũng đã mời các chuyên gia đầu ngành về tim từ trong và ngoài nước đến trao đổi, giảng dạy và được chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim hở từ Bệnh viện Tim Hà Nội. Tại hội nghị ghép tạng lần thứ 8 tổ chức tại thành phố Huế, Ban đại diện Ban Thường vụ Hội Vận động Bộ Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người Việt Nam đã trao quyết định thành lập hội viên Chi hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người tại Thừa Thiên Huế. Chi hội mới này thuộc Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người Việt Nam đặt tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo thống kê, cả nước đã thực hiện thành công khoảng 7.500 ca ghép tạng. Nếu trước đây chỉ là các bệnh viện lớn như 103, Hữu Nghị Việt Đức, Trung ương Huế, Chợ Giấy mới có thể thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay, nhiều cơ sở y tế, bệnh viện tuyến tỉnh cũng đã làm chủ kỹ thuật ghép tạng, cứu sống người mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy đạt được nhiều tiến bộ trên lĩnh vực ghép tạng, nhưng điều khó khăn nhất ở Việt Nam lúc này là nguồn cung mô bộ phận cơ thể rất khan hiếm. Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã triển khai chương trình đào tạo tư vấn viên và vận động hiến tặng mô tạng sau chết hoặc chết não trong vòng 3 ngày tiền hội nghị. Một số tạp chí y học lâm sàng, Bệnh viện Trung ương Huế với gần 20 bài báo có chất lượng cũng được xuất bản để đánh dấu sự kiện này. Vừa qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế, chuyển đổi số vì sức khỏe phổi. Với mục tiêu là phát hiện kịp thời các trường hợp có khả năng mắc bệnh ung thư phổi và các bệnh lý nguy hiểm về phổi, chương trình mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế, chuyển đổi số vì sức khỏe phổi đã triển khai giai đoạn 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với 12.000 người dân đăng ký khám. Trong giai đoạn 2, chương trình sẽ tiếp tục khám sàng lọc phổi cho người dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế từ nay đến hết ngày 30 tháng 1 năm 2024. Dự kiến khoảng 50.000 người dân sẽ được khám sàng lọc nguy cơ bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi có ứng dụng sàng lọc qua bộ câu hỏi sử dụng AI có so sánh kết quả X-quang của bác sĩ và kết quả do AI đọc. Đặc biệt trong ngày Chủ nhật tuần này 17 tháng 12, riêng tại Hà Nội sẽ có khoảng 3.000 người được khám sàng lọc phổi tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Thưa quý vị, mới đây, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng đại diện các cơ quan đơn vị liên quan có cuộc khảo sát thực tế tại luồng hàng hải Định An. Đây là một nội dung trong nghị quyết số 45 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ được Quốc hội thông qua hồi đầu năm 2022.
Luồng hàng hải Định An nằm trên sông Hậu, từ cảng Cần Thơ ra biển, dài khoảng 120 km. Luồng hàng hải được chia làm hai đoạn, đoạn qua cửa Định An có chiều dài khoảng 30 km là đoạn cạn, phải tiến hành nghiên cứu nạo vét tạo luồng. Và thành phố Cần Thơ được Thủ tướng giao tổ chức thực hiện dự án này theo hình thức xã hội hóa. Nhưng qua hơn 2 năm, do còn nhiều vướng mắc, dự án chưa thể triển khai. Hiện chưa có quy định nội dung về phân cấp thẩm quyền, chưa có quy định hoặc hướng dẫn phương án xác định giá sản phẩm tận thu sau nạo vét, chưa mời gọi được nhà đầu tư. Sau khi khảo sát thực tế, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ sẽ có những đề xuất cụ thể với các bộ ngành liên quan nhằm thúc đẩy nhanh việc thực hiện dự án này. Tiếp theo là những tin tức kinh tế tiêu dùng mà chúng tôi vừa cập nhật. Khảo sát trong những ngày đầu tháng 12 dương lịch, giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2024 trên một số chặng bay nội địa vẫn cao ngất ngưởng. Trên các website bán vé của các hãng bay, giá vé máy bay khứ hồi cho chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào ngày 29 tháng Chạp và chiều vào ngày 5 tháng Giêng của Vietnam Airlines, Bamboo Airways ở hầu hết các khung giờ đều khoảng 7 triệu đồng. Cùng chặng này, Vietjet đang mở giá bán 6,37 triệu đồng. Giá vé khứ hồi chặng đi chiều 30 Tết và chặng về ngày 7 Tết từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, Nghệ An có giá dao động từ 6,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng một vé khứ hồi. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng giá vé gần 7 triệu đồng, riêng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vân Đồn Quảng Ninh không có chuyến bay, chỉ còn một số chỗ của Vietnam Airlines ngày 6 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024 với giá cao ngất ngưởng từ 6,75 triệu đồng đến 8,2 triệu đồng. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của đợt đấu giá biển số ô tô thứ hai, sẽ có khoảng gần 290.000 biển với nhiều bộ số siêu đẹp. Theo quy định, trong vòng 15 ngày từ khi có thông báo kết quả, người trúng phải thanh toán toàn bộ vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an, trừ đi tiền cọc đã đặt trước và chưa bao gồm lệ phí đăng ký xe. Trong phiên đấu giá thứ hai này, thời gian đấu giá sẽ giảm xuống còn 30 phút thay vì 60 phút như đợt đấu giá đầu tiên. Thưa quý vị, mặc dù đã cận Tết, song nhu cầu tuyển dụng nhân sự của khối doanh nghiệp FDI vẫn còn rất lớn. Việc tìm người và người tìm việc vẫn diễn ra hết sức sôi nổi, ghi nhận tại hội chợ việc làm dành cho lao động sau khi lao động xuất khẩu hồi hương. Tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội, thời điểm cuối năm, có khá nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty của tôi thì hiện tại thì đang tuyển các vị trí về kỹ thuật. Thì chủ yếu là các cái lao công môi trường làm việc trong Nhật Bản, cho nên là mình sẽ tuyển những cái lao động, đối tượng lao động về kỹ thuật, như là bên mình có về kỹ thuật sản phẩm, kỹ thuật sơn. Bên mình thì cũng chủ yếu là các bạn là đã đi làm từ bên Nhật về rồi. Thì những cái bạn này thì các bạn ấy có một cái kinh nghiệm là các bạn ấy đã giao tiếp ở bên Nhật, hiểu được các cái tác phong làm việc của bên Nhật, thì khi về đây thì các bạn làm rất là chuẩn chỉnh. Bên tôi thì cũng đang muốn tuyển các cái vị trí mà cũng có các cái trình độ về chuyên môn, như ví dụ như là bên về kỹ thuật, bên cơ khí, hay là các bạn mà có tiếng, như là tiếng Trung, tiếng Nhật hay tiếng Hàn. Chúng tôi có nhu cầu muốn tuyển dụng các nhân sự nhạy bén, đặc biệt nếu các bạn đã từng làm việc ở Hàn Quốc quay về Việt Nam mà ứng tuyển tại công ty chúng tôi thì rất tốt. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại các doanh nghiệp FDI tương đối lớn, đặc biệt là với lực lượng lao động đã có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, tuy nhiên kênh kết nối từ lao động đến các doanh nghiệp vẫn còn tương đối thiếu và mỏng. Em bây giờ về thì chủ muốn là xin việc vì em có tiếng Hàn đấy. Tiếng Hàn của em thì nó gọi là nói chuyện tốt với người Hàn đấy, thì là muốn tìm cái công việc mà để trong công ty Hàn Quốc thì mình có thể giao tiếp được người Hàn, vừa nâng cao cái tiếng của mình mà vừa để phù hợp với cái công việc của cái kinh nghiệm mình có. Hiện các sở lao động thương binh và xã hội vẫn đang phối hợp tích cực với các trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố để nỗ lực kết nối việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề với các doanh nghiệp FDI. Tại Hà Nội, sàn giao dịch việc làm tổ chức các phiên giao dịch việc làm thường xuyên theo kế hoạch tuần, kế hoạch tháng, các hội chợ việc làm chuyên đề cho lao động xuất khẩu Hàn Quốc, Nhật Bản về nước nhằm tăng cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp FDI cho lao động có nhu cầu. Thưa quý vị, hoạt động thông quan hàng hóa vừa chính thức được mở trở lại qua cửa khẩu Nà Nưa, Lạng Sơn, Việt Nam và Nà Hoa, Quảng Tây, Trung Quốc. Trước đó, cặp cửa khẩu này tạm dừng hoạt động thông quan gần 4 năm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Việc khôi phục lại hoạt động thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Nà Nưa, Nà Hoa sẽ giúp cho hoạt động thương mại giữa hai bên tiếp tục được thúc đẩy, góp phần phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương, hai đất nước, đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới hai bên có thêm thu nhập, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.
Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra mục tiêu đánh bắt thủy sản từ nay đến năm 2030, trong đó giảm số lượng tàu đánh bắt thủy sản, giảm sản lượng khai thác xuống còn 2,8 triệu tấn một năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định khai thác thủy sản đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt tình trạng mất cân đối giữa cường lực khai thác và khả năng tái tạo của nguồn lợi gây ra nhiều hệ lụy. Theo đó, ngành khai thác thủy sản đang đặt mục tiêu cắt giảm lượng tàu cá hiện nay về mức hợp lý và cấu trúc lại để phát triển bền vững hơn. Ngành đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ còn khoảng 83.000 tàu cá, sản lượng khai thác giảm từ 3,86 triệu tấn năm 2022 xuống còn 2,8 triệu tấn một năm. Cùng với giảm tàu cá, số lao động trực tiếp tham gia khai thác thủy sản dự kiến sẽ giảm từ 730.000 hiện nay xuống còn 600.000 người vào năm 2030. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề xuất cấm dùng các loại ngư cụ khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, mức độ gây hại cao đến nguồn giống chưa trưởng thành. Các loại ngư cụ tính chọn lọc thấp và cản đường di cư sinh sản của thủy sản nguy cấp, quý hiếm cũng sẽ bị cấm. Chủ trương này nhằm đưa Việt Nam thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững độc lập chủ quyền đất nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố năm 2024. Thành phố đặt mục tiêu năm 2024 dự kiến xây mới 36 chợ, đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp 76 chợ, bảo đảm tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm theo quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại, an ninh trật tự. 95% chợ được phê duyệt phương án giá sử dụng diện tích bán hàng. 100% chợ phê duyệt sửa đổi nội quy hoạt động, phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng. 100% xã, phường, thị trấn hiện chưa có chợ nhưng có nhu cầu phát triển chợ được ra soát, đưa vào danh mục mạng lưới chợ trên địa bàn thành phố. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an vừa thông tin liên quan về việc phòng cháy chữa cháy tại các chợ ở nước ta. Theo đó, từ năm 2021 đến hết tháng 11 năm 2023, cả nước xảy ra 69 vụ cháy chợ dân sinh, gây thiệt hại về tài sản ước tính trên 190 tỷ đồng. Riêng 11 tháng của năm 2023, cả nước xảy ra 22 vụ cháy chợ, gây thiệt hại trên 70 tỷ đồng. Đáng lưu ý, trên 70% vụ cháy chợ do sự cố hệ thống điện, sử dụng thiết bị tiêu thụ điện không bảo đảm an toàn phòng cháy. Thưa quý vị, rừng ngập mặn là hệ sinh thái giúp khóa được carbon hiệu quả, có thể lưu trữ carbon trong hơn 5.000 năm. Vì vậy, việc bảo tồn và phát triển những khu rừng ngập mặn có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu. Để làm được việc này, thì tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư vùng dự án, thấy được lợi ích trước mắt và lâu dài của việc trồng rừng ngập mặn để bảo vệ rừng là điều rất quan trọng. Khu vực bãi bồi Mũi Cà Mau, nơi tiếp giáp giữa rừng và biển. Mỗi năm bãi bồi lấn về phía biển thêm hàng trăm mét, góp phần mở rộng biên giới quốc gia. Phải mất nhiều năm bồi tụ, bãi bồi mới đủ ổn định để cây cối có thể sinh trưởng. Nhưng giai đoạn đầu của quá trình này khá thách thức. Đối với cái địa bàn đất cối đó, thì là đa số là dân còn nghèo, khó khăn, dân chủ yếu có thể khai thác cái thủy sản ven bờ, cho nên họ có những cái hoạt động đó để nó, hoặc là có thể họ lợi dụng để họ chặt phá cái cây rừng đủ để người dân khai thác. Thứ hai đó là các cái hoạt động khai thác như là đẩy te lú vườn cao. Từ tháng 8 năm nay, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia thực hiện dự án khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên 25 hectare rừng ngập mặn tại khu vực lõi của vườn. Chương trình nhằm đồng hành cùng chính phủ trong cam kết đưa Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại COP26. Hoạt động chính của dự án là dựng hàng rào mềm bảo vệ khu vực khoanh nuôi. Đến nay, sau một thời gian khoanh nuôi, rất nhiều cây con đã xuất hiện. Và để có được kết quả này, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân xung quanh khu vực khoanh nuôi là rất quan trọng. Quan trọng là phải làm sao để người dân người ta hiểu được ý nghĩa của việc khoanh nuôi này và người ta sẽ được lợi gì nếu mà những cái khu rừng này khoanh nuôi xong, để người ta sẽ cùng ở bên ngoài, người ta chung tay với mình đừng đi vào cái khoanh nuôi này trong cái lúc mà cây mắm của chúng ta nó còn nhỏ quá. Thế cho nên thật sự cái công tác mà truyền thông với người dân ấy rất là quan trọng và mình cần phải đặt lên hàng đầu. Còn đối với người dân, thông qua những buổi truyền thông bảo vệ rừng ngập mặn, họ có thể ghi nhớ những việc nên làm cũng như những hành vi bị cấm trong tương tác với rừng. Với họ, nếu rừng được mở rộng thì sản lượng tôm cá sẽ nhiều hơn, tương lai của con em họ sẽ bền vững hơn. Mình thấy là cái mô hình, cái truyền thông về cái hiệu quả cho bà con này rất thành công hết chứ. Tôi cũng mong rằng cái truyền thông càng nhiều nữa càng tốt cho bà con hiểu thể thấm nhận.
nó mình muốn đặt con cá con tôm gì đó đặt kích ra ngoài chút xíu để cho giữ đừng cho nó đừng nó phát triển càng ngày nó càng mà chăm con cháu ra làm thì phải có cái cơ sở rừng để mới sống được cộng có phải được không đẹp. Tái sinh rừng ngập mặn, khóa dấu chân carbon. Đây chính là thông điệp mà Vinamilk muốn truyền tải thông qua hoạt động khoanh nuôi, tái sinh rừng. Đây cũng là những nỗ lực của các doanh nghiệp tiên phong hướng tới phát triển bền vững, đồng hành cùng chính phủ hướng tới cam kết một Việt Nam đạt net zero vào năm 2050. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 12, đơn vị thi công dự án đóng cửa mỏ quặng vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam dùng thuốc nổ đánh sập 7 cửa hầm khai thác vàng trong rừng gỗ keo ở khu vực núi Kẽm do người đào vàng trái phép trong nhiều năm qua. Nhà thầu thực hiện dự án sẽ dùng khoảng 1,5 tấn thuốc nổ để đánh sập 47 cửa hầm ở mỏ vàng Bồng Miêu, thời gian thực hiện đến giữa tháng 1 năm sau. Trong đó giai đoạn đầu sẽ đánh sập 7 cửa hầm. Ngoài ra có một cửa hầm chính và 15 cửa thông gió sẽ được đổ bê tông để bịt lại. Trước khi thi công, lực lượng công an đã tổ chức lập chốt chặn ngăn người dân lên mỏ vàng. Mỏ vàng Bồng Miêu được khai thác từ thời Pháp thuộc là một trong những mỏ có trữ lượng vàng lớn nhất cả nước. Năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn Bồng Miêu được cấp phép khai thác và hết hạn giấy phép vào năm 2016. Theo luật khoáng sản, hết thời hạn khai thác phải đóng cửa mỏ, nhưng công ty này đã phá sản nên không thể triển khai. Mỏ vàng không được quản lý chặt chẽ nên đã xảy ra nạn khai thác vàng trái phép trong nhiều năm, gây ô nhiễm mất an ninh trật tự. Sau nhiều lần tỉnh Quảng Nam kiến nghị, vào tháng 3 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu với kinh phí 19,5 tỷ đồng, giao địa phương thực hiện. Kinh phí từ nguồn ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trước đó của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác vàng Bồng Miêu và bổ sung từ ngân sách của tỉnh. Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024. Công an tỉnh Phú Thọ sẽ huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm cướp giật, trộm cắp, các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết. Đội cảnh sát hình sự công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Nguyễn Ngô Tuyên, sinh năm 2000, trú tại khu 12, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ khi đang vận chuyển pháo nổ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 197 sản phẩm pháo nổ do đối tượng tự chế tại nhà. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Ngô Tuyên, phát hiện thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu phục vụ cho việc chế tạo, sản xuất pháo nổ. Quân đội Israel ra tuyên bố thừa nhận các binh sĩ nước này ngày 15 tháng 12 đã bắn chết 3 con tin sau khi nhầm lẫn những người này là mối đe dọa. Trong cuộc giao tranh ở Sejaija, khu vực chiến sự gần thành phố Gaza, quân đội Israel đã xác định nhầm 3 con tin Israel là mối đe dọa, do đó các binh sĩ đã nổ súng và khiến họ thiệt mạng. Quân đội Israel khẳng định đã xem xét vụ việc ngay lập tức và những bài học đã được rút ra và chuyển tới tất cả các binh sĩ trên chiến trường. Phía quân đội Israel bày tỏ hối hận sâu sắc về sự cố bi thảm này. Phản ứng trước vụ việc trên, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố đây là thảm kịch không thể chấp nhận được. Theo số liệu từ phía Israel, hiện vẫn còn 138 trong tổng số 240 con tin bị bắt từ ngày 7 tháng 10 đang bị giam giữ ở dải Gaza. Cũng trong ngày 15 tháng 12, Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông cáo cho biết nước này sẽ cho phép tạm thời vận chuyển hàng viện trợ vào dải Gaza thông qua cửa khẩu Kerem Shalom nhằm tăng thêm lượng hàng viện trợ chuyển vào vùng lãnh thổ của Palestine. Thông cáo nhấn mạnh Israel chỉ cho phép viện trợ nhân đạo được đưa tới từ Ai Cập chuyển vào dải Gaza theo con đường này. Quyết định trên sẽ giúp Israel duy trì cam kết cho phép 200 xe tải viện trợ vào Gaza mỗi ngày, vốn được đưa ra trong thỏa thuận hồi tháng 11 về việc trả tự do cho các con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza. Ngày 15 tháng 12, lực lượng Houthi tại Yemen đã thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào hai tàu chở hàng của Israel trên Biển Đỏ.
Trong một tuyên bố phát sóng trên kênh truyền hình Al Masira, người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Yahya Saria xác nhận lực lượng này đã tấn công hai tàu chở hàng MSC Alanya và MSC Palatium 3 đang trên đường tới Israel. Các cuộc tấn công được tiến hành sau khi thủy thủ đoàn của hai tàu trên từ chối trả lời cuộc gọi từ Houthi. Cũng theo người phát ngôn trên, Houthi sẽ tiếp tục ngăn chặn tất cả các tàu hàng tới cảng của Israel cho đến khi có thêm thực phẩm và thuốc men được phép vào giải Gaza. Kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas hôm 7 tháng 10, Houthi đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công các tàu hướng đến Israel, bất kể là tàu của nước nào, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel. Bộ Nội vụ Liên bang Đức ngày 15 tháng 12 cho hay, nước này quyết định gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm 3 tháng, cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức bà Nancy Faeser nêu rõ, cảnh sát Liên bang Đức sẽ tiếp tục thực hiện một cách linh hoạt toàn bộ các biện pháp của cả lực lượng cảnh sát kiểm soát cố định và kiểm soát cơ động nhằm thực thi quyết định gia hạn kiểm soát biên giới với Cộng hòa Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ. Bộ Nội vụ Liên bang Đức nhấn mạnh, các biện pháp kiểm soát biên giới đang phát huy hiệu quả nên cần được tiếp tục gia hạn. Kể từ khi áp dụng những biện pháp này, tính đến ngày 10 tháng 12, Đức đã ghi nhận 2.950 trường hợp nhập cảnh trái phép tại biên giới với Séc, 3.500 trường hợp ở biên giới với Ba Lan và 3.450 trường hợp tại biên giới với Thụy Sĩ. Ngoài ra, trong tháng 11, số vụ nhập cảnh trái phép vào Đức đã giảm 60% so với tháng 10, xuống còn khoảng 7.300 vụ so với khoảng 20.000 vụ. Ngày 15 tháng 12, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về giá rét. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp của nước này. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ sẽ giảm từ 6 đến 10 độ C trên phần lớn lãnh thổ Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 15 tháng 12 đến 8 giờ ngày 17 tháng 12. Tại các khu vực Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang và Quảng Tây, nhiệt độ có thể giảm tới từ 16 đến 20 độ C. Chính quyền các địa phương cần đề phòng thời tiết lạnh giá, khuyến cáo người dân giữ ấm và có các biện pháp bảo vệ cây trồng vật nuôi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để đối phó với tình trạng khẩn cấp này.